cái quán bánh cân cực kỳ đông mọi người. Cái này là cực kỳ đông. Như một cái chợ luôn. Đó là nha. Đây còn có một căn nhà cũng là cái của địa chỉ này luôn mọi người. Tiếp theo 4 tô có 2 thông hành thôi. Đây cũng là bà chủ ấy mọi người. Tiếp theo là 4 tô có 2 thông hành thôi. Ba cũng là bà chủ ở đây hả bà? Bà chủ đây mấy thôi các chị. Dạ. À dạ dạ dạ. Quậy ba. Bên này nữa. Ông chủ đó. À. Nhà đứng nói chuyện với em là bà chủ. Sở hữu 3 căn nhà ở khu vực quận 1 luôn. Cái gì? Quá trời đông nha mọi người. Đây là trong nhà này, liên tục 3 căn nhà. Ba căn nhà liên tục rồi, nên là địa bàn quận 1 thì cũng rất là dữ đó mà rồi. Đây là tôi mới xào rồi nha. Yeah. Đây, tôi mới xào ra đây. Đó, nhìn hấp dẫn không? Đó, mới vừa xào đó. Hai chảo cua này tôi mới xào. Đúng rồi. Đó, cua mới xào mang ra nè. Cái xào đó bị tối nha, quay qua đây. Được rồi. Xong rồi em. Rồi. Vô rồi không? Dạ rồi. Nãy giờ làm chưa được nghỉ đó chị ạ? Chưa. 8-9 giờ. 8-9 giờ khi 10 giờ. Nói chung mưa nắng bất thường lắm nên là có khi nó kéo tới 9-10 giờ. Nên nếu mà bán mà đông hoặc là đông á là chắc cũng 8 giờ là gì hết. Nhưng mà trong cái rơi cái tháng mấy tháng này á thì có là 9-10 giờ. Dạ. Quý khách đến ủng hộ giùm. Yeah. Nhưng mà chị Như, mà hôm nay em thấy ghi nhận thấy rất là đông rồi, nhưng có phải là cao điểm của trong tuần hay chưa? Không, nói chung là lúc nào cái quán chị nó cũng đông như vậy hết. Chắc là coi như là cứ mỗi ngày là cái giờ từ 5 giờ trở đi là giờ cao điểm thì nó bán đông. Là bán đông chứ không phải là ngày nào nó cũng đông như vậy. Ngày nào như ngày thấy thôi. Ngày nào cũng đông. Chứ mệt nhưng mà vui đúng không? Đúng rồi, mệt mà vui em. Yeah. Khách chỉ khen ngon là coi như là không có cái cảm giác mà mệt đâu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn em. Yeah. Thôi, mọi người ngon miệng nha mọi người. Mấy hẹn 85 nha mọi người. Rất là đông. Đây nha mọi người. Tô bạch cân cua 87. Rất là ngon. Đây gồm có cái thành phần là một miếng huyết này, tôm, trứng cút và cua. Đây là em cùng ăn thử xem như nào nha. Wow. Ngon quá. Ngon mà thơm mọi người.
nay đi qua đây thấy quán cực kỳ đông và ghé vào ăn thử thì thấy rất là ngon. Mọi người có dịp là đi qua đây thưởng thức nha mọi người. Cua cũng rất là nhiều, thịt quá trời đây. Ở đây còn có một dĩa quậy rất là lớn nữa. Ở đây là đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1 mọi người. Rất là ngon, mọi người nên có dịp thì ghé qua thưởng thức nha. Đây có hai con tôm, và đây là cua, bánh cân của miếng huyết và trứng cút. Một giờ rưỡi cho tới 10 giờ đêm. 1 giờ rưỡi chiều đến 10 giờ đêm. Quán của mình lâu đời chưa chú ha? Lâu rồi. Được bao nhiêu năm rồi chú ha? Tính đời chú nữa là 3 mấy năm, gần 40 năm. Dạ. Yeah. Wow. Mình chỉ có bánh canh cua không thôi. Tới giờ này là con chú. Dạ. Yeah. Mình chỉ có một bánh canh cua duy nhất thôi. Đặc thù một món. Yeah. Bánh canh cua của mình làm theo cái hương vị ở miền nào chú ạ? Miền Nam. Miền Nam. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Một tô là 40k, rất là rẻ. Ok, cái tiệm bánh canh của mình nó có đặc biệt gì so với những bánh canh khác không chú ha? À, cái này là coi như gia truyền. Yeah. Thực ra nó có đặc biệt riêng là tất cả các món đều ở nhà làm hết. Tuyệt vời. Đó là những cái gì người ăn sẽ yên tâm hơn, sẽ quay lại nhiều hơn. Dạ. Yeah. Trong ngày cái giá vị mà gia đình mình làm thì mình thấy tâm đắc nhất với cái gì hả chú ha? À, tâm đắc nhất về so với những cái quán khác á, những cái tiệm bánh cánh khác chẳng hạn. Tâm đắc nhất là cua với chả, tại cua về mình phải xào lại, lựa ra rồi mình xào lại có gia vị luôn. Yeah. Rồi còn chả thì tự nhà mình làm. Ồ, hay quá ha. Yeah. Còn các món cái quán khác thì họ lấy chả ngoài chợ cho nên nó không ăn. Yeah. Yeah. Mình cái tiệm của mình gọi là bánh canh cua gì chú ha? Bánh canh cua ở đây là gọi là bánh canh cua 87 ạ. 87. Dạ, chỉ duy nhất một cái tên nữa thôi ha. Dạ, dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Anh ơi, anh lên sát xe lên anh ơi. Có rất là nhiều cả cái thành phần đây mọi người. Không có chả, thịt, trứng cút, một công đoạn. Cua thịt cua nhìn hấp dẫn nhỉ. Em bánh Trung Quốc nào vậy? Một tô bánh canh đầy đủ lên về đi. Lai Việt Nam. Dạ. Ok. Có liền không? Có liền không? Tuần sau mới có. Tuần tới. Ở đây anh ăn trên bàn nè, có một cái không quẩy về tính tiền rồi nha. Ok. Đây quán rất là đông nha mọi người. Quán từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Cái tô bánh canh như vậy có cả cái thành phần chả, trứng cút, tôm. Ủa cái cua chả đưa lộn hay gì rồi cậu, bên đó con đem qua đó rồi mà. Đông quá trời đông, ở đây quán cực kỳ đông luôn. Phải liên tục làm việc mới kịp. Cái chả do từ gia đình làm. 39 đây, đồ là toàn bộ là người nhà làm hết ngon rồi nên là ăn cực kỳ yên tâm và ngon nữa. Hôm nay gia đình làm hết cho mọi người, đặc biệt là cái chả ở đây, chả và cua ở đây thì do gia đình làm cho nên nó rất là ngon. Vừa thổi vừa ăn nhìn rất là ngon và quán cực kỳ đông. Nước sôi mọi người ơi. Đến rất là đông. Đây là phần những phần mang về được chuẩn bị trước đây. Chú sẽ xếp trước và chuẩn bị.
mang về thì sẽ chuẩn bị ở đây. Đây mọi người, thì xe máy cũng cần ở đây nha, rất là đông. Quán bánh cân cua 87, bán từ 14 giờ đến 22 giờ. Đầu số 87 Tân Khắc Chân, phường Tân Đình, quận 1 nha mọi người. Cực kỳ đông. Hôm nay mình có đi ngang qua đây thì thấy đông quá nên ghé vào ăn thử. Đồng thời là cùng giới thiệu cho mọi người cùng thưởng thức nha mọi người. Rồi mình chờ mua bánh cân ha cô. Mình ăn ở đây lâu chưa? Dạ, thầy ăn ở đây sao sao ha, thầy ngon không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ. Ở đây thì nó khác với những cái tiệm bánh cân khác như nào cô ha? Dạ, 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 cảm ơn cô ạ. Dạ, dạ, dạ. Quá trời đông nha mọi người. Nên việc gửi xe mà rất là vất vả rồi, đông quá. Đây không phải đông. Đây 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 vô vô. Vô vô vô. Tại sao ai đâu? Không phải cái đó mà em ơi. Mang về mà. Hai cái một cái không thịt không không quẩy thêm 10.000 trả. Một cái không đầy đủ không quẩy. Đây. Con gì? Đấy, con giờ con quẩy. Coi chết. Đấy. Đi chỗ khác. Một 40 của mua vậy nè. Một đầy đủ chả thêm chả ơi. Đưa bỏ vô, đúng rồi. Chai miếng chả ra. Chai miếng chả ra. Nghe. Đông khách chắc trong này mình đến quá trời tập. Đây là nước nước dùng qua. Đúng rồi, cái nước này nước ta để ấy bánh canh thôi. Dạ. Ngâm bánh canh nó cho nó mới ngon, nó mới thấm nó mới ngon. À, ăn nó rất là đậm đà. Tiệm mình nó có đặc biệt gì so với những cái tiệm khác không? À, có chứ. Cái này là mình bí quyết của mình mà, cho đặc biệt nên không có giống ai hết. Con của chúng đây, đây cái nắp hộp này là có logo là cái quán của chị nha. Dạ. Chỉ còn một. Nếu mà không có cái nắp này, không có cái ký hiệu này là không phải là của chị ha. Dạ. Nên là cái người mua về đó nhiều khi á là có những cái người khác người ta mua giùm á, người ta sẽ mua chỗ khác thì cái giá thành nó rẻ hơn và nó lại không ngon, nó không có chất lượng. Nên là chị muốn là cân nhắc cái vấn đề là chị bị mang tiếng. Nên là cân nhắc là vấn đề là quan trọng nhất là cái nắp hộp này. Nó có hình cái logo này của chị ha. Cảm ơn các em nhiều nha. Dạ dạ dạ. Đây những cái phần được chuẩn bị mang về chưa vậy? Tôm này. Tôm được kêu thêm nha. Hai ông chát được kêu thêm. Quá trời đông, nó đông quá cho nên nhiều nhịp. Ngày thường cũng giống như là cuối tuần. Lúc nào cũng đông hết. Lúc nào cũng đông vậy đó. Quá
đường nhỏ. Cho vui ăn nắng thôi. Rồi sẽ cho em ơi, sáng dùng anh em ơi. Có 10 đầy đủ một hải sản. Em. Nhà mới mình chuẩn bị là mình là cái thang máy này là chuẩn bị là mình là sắp tới đây là mình cho khách lên lầu. Chứ là đừng có ngại là ở ngoài trước thì dù nó có chật nhưng mà trong nhà vẫn có chỗ để cho khách ngồi. Tức là mình thuê ba căn nhà luôn. Căn nhà đây là của chị. Ba căn nhà liên tục luôn. Đó, nên là cái này là nhà chính của chị. Nên là sắp tới đây là chị cho khách đi lên lầu. Nên là đi thang máy mấy lâu rồi trên đó để chị chắc chị để chừng 2 lầu thôi. 2 lầu là từ ngoài đó vô đây. Dạ. Đây là ở đây thôi. Một ngày mình bạn phòng báo nhiêu bệnh qua cái suất bệnh cánh. Cái đó vô chừng lắm em, nên cái đó là cái chuyện đó chị không thể nói được. Dạ. Nên là thông cảm giùm chị. Dạ, bạn thấy quá đông. Chỉ có là tụi em cứ tự hình dung là được. Dạ, thấy đông quá. Mọi người có thể không ngồi ngoài kia mà vào trong lầu cũng đúng ngồi. Đúng rồi, ở là sắp tới đây là chị sẽ mở thêm. Dạ. Mở thêm để cho khách lên ăn cho thoải mái một chút. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Để chị bấm cái thang xuống ha. Cái bấm cái thang xuống để cho còn mấy ngày nữa thì khách lên trên đó chị có thể là tháng sau. Tháng sau là lên tháng sau hoặc là có thể là tháng cuối bữa nay là tháng 5 hả, là coi như đầu tháng 7 đi. Đầu tháng 7 là có thể là hoàn thiện. Đây là các thang máy thì chuẩn bị là cho khách lên sắp tới là khách đi thang máy. Em giới thiệu giúp chị là khách để có nghĩa là người ta sẽ nhìn vô những cái mặt bằng của chị đó. Nhìn vô ta thấy chật quá chắc không có chỗ ngồi, nhưng thực tế là ở trong đây rất là thoải mái luôn. Là vô tư ngồi coi như là thoải mái luôn. Nói cách giúp chị tại nhiều khi khách đi ngang qua cái là thấy đông quá, cái ngồi đông quá chắc không có chỗ ngồi. Thực chất ở đây là trong đây là có chỗ ngồi để cho khách ha. Nói giúp chị. Cảm ơn em nha. 1,2 tới 28 nha. Vô. Ba về có nhân viên phục vụ đây là một tay là cầm bốn cái tô. Cuốn lại đẹp cắn. Cậu là phụ trách là dịch vụ mua mang về đúng không? Hôm nay phải những nhân viên rất là nhiệt tình mới hoạt động hết công suất như thế này được. Hay 4 tô luôn. Wow. Thùng nước lèo á chị thay đổi là thùng nước nắp rồi nha. Trước đây chị cũng bị khách khiếu nại vấn đề mà cái thùng nhựa á, nên là bây giờ là chị đã thay đổi hết rồi. Nè cái này á. Nói nó không cảm không. Đây đây chuẩn bị đi ra nè. Đây rồi đây anh chị. Cái thùng nó là thùng nhựa đó. Nước sôi nha. Đây nước sôi 4 lít. Trước là thùng nhựa. Hợp vệ sinh bằng cái này đúng không? Nhựa này bằng cái này. Nó trả tiền rồi. Thấy con về con nhắc chưa? Nó không có quên đâu ba. Đây, cho nó rơm vô nữa nè. Để rơm vô. Ok chị ơi. Đã
lên cho nó khỏi dính nó không có bị khét. Biết bao nhiêu cái nồi nghe này. Không? Hai cái này nè, đó ta nghe rồi. Nó không làm sao mấy là được rồi. Nó chưa có đúng lèo. Cô. Quay mày ấm nó mới vui. Không, cái này chứ. Cần nó bé thế thì nó ghẻ nó chửi hoài. Nó là nó làm như vậy. Ai vậy chứ? Đúng rồi. Cậu đi bây giờ cậu chết. Nghe. Con đừng có làm như vậy. Không ai gì chứ. Cậu mà làm vậy là cậu phải là cái thằng rồi á. Có cái mẹo đó. Cậu nãy giờ cậu ơi, nó quay quen hoài luôn đó. Có một tay là hai tô. Chưa chỉnh hết rồi kìa. Chơi cái bánh ăn lên. Chơi cái bánh ăn lên. Quá trời cậu thật giỏi. Chén bánh ăn thêm muộn luôn. Rồi nghe luôn. Chén bánh ăn thêm. Tôi không hành đi đâu. Sao sao sao. Chị bưng mẹ rồi. Rồi. Sáng nay mình giải chuyển gì à, rồi? Chuẩn bị. À. Đặc, món đặc biệt của quán đây, chả cua. Đây. Đây, cái này là hải sản nè. Hải sản. Hải sản có nghĩa là tôm cua. Nếu khách không thích dùng chả hay là thịt. Rồi, cái gì đây? Ủa, tôi xin lỗi em nha, hai về hả Tư? Rồi, hai về cho khách đi. Thịt vẫn thế tôm cho khách nha. À, rồi đây cho nó đủ, cho nó đủ tiền đúng không? Rồi. Đủ tiền cho đúng khách rồi, cứ 40.000 một tôm nha. Yeah. Cứ đồng giá là 40.000. Ai cái ai? Còn muốn ăn ăn cua thôi á thì một chén cua là 30.000. Còn chén chả thì 10.000. Chén cút 10.000, chén quyết 10.000. Chén quyết 10.000, cái đó là cái phần ăn thêm. Nếu mà quyết khách không muốn cần ăn thêm. Đó là ở đây là mình sẽ phục vụ ăn cho hết là ăn cho nó ngon. Rồi thêm là thêm. Đúng rồi. Còn thịt heo thì thêm là 20.000. Một đó thôi. Nếu là muốn ăn cái gì thêm thì cứ bỏ vô. Ha. Kêu mình kêu thêm tô đặc biệt. Tô đặc biệt thì mình thêm là có thêm một cái chén cua em. À. Có thêm một cái chén cua. Đây là phần gì là 40.000 một tô nè. Dạ. Yeah. Đó, như trong hình nha, như trong cái video nha. Yeah. Nha. À, thì không phải là thì không phải mà làm mà để mà quay lên rồi tới lúc mà bán cho khách lại khác là không có đâu nha. Dạ. Yeah. Thì bán đúng ngay là... tụi em ăn rồi mà tụi em biết rồi. À. Cảm ơn em. Cua này chị làm cực lắm. Cua làm cua cực làm gì? Làm cực lắm. Nó làm cực ngon là tụi em là thấy ngon tụi em mới
mới quay mà quảng cáo giúp chị đó. Cái này là bán là coi như là chị, cái này cái tâm huyết của chị là chị rất thích cái nghề này, nên là chị hết mình luôn á. Hết mình luôn. Hết mình luôn. Dù lợi ích chị cũng vẫn vừa thà mà cắt ra mặt tên ngon là chị cũng cảm thấy vui nữa. Dạ. Dễ thương quá ha. Đây 43.000 luôn. Chứ không phải mà bán mà đông mà chảnh không có đâu. Ở đây là tuyệt đối nha, không có cái vụ đó đâu nha. Đúng rồi, bán cái đó mà nếu mà nói về mà chủ mà chảnh là vấn đề là chảnh là coi như là một cái sai lầm lớn nhất là trong cái kinh doanh đó nha. Không được chảnh. Không được chảnh. Khách là thượng đế. Thái cố không? Lỡ có bê cái lô lên lộn thì có quyền đổi. Nếu không đổi, nhân viên không đổi thì ra là gặp tôi là tôi xử lý liền. Hay là tôi phải cho khách rồi coi như là chu đáo rồi lo cho khách từ A tới Z luôn. Phải ăn ngon miệng mới mốt còn ghé tới nữa chứ. Có hai cái nồi này có gì khác nhau không? Bánh canh, bánh canh à, này bánh canh ngâm trong nước lạnh. Cái này á mình để riêng để cho nóng để khách ăn cái đã nó có bị đậm đà. Nếu mình để chung bánh canh vô cái nước lèo thì nó sẽ bị lạc cái nước lèo đi. Nên bắt buộc mình phải hy sinh là cái phần bên này để cho cái bánh canh nó nằm ở bên này nó vừa thấm mà nó ngon. Khi mà mình múc lên như vậy là mình đổ cái tô coi như là cái nước cất á, có thể là nguyên chất á, là mình đổ vô thì cái nước lèo nó rất là đậm đà. Còn bánh canh mình đổ bỏ liền vô thì nó lạc lẻo lắm. Nên là mình kinh nghiệm coi như là cái nghề này nó cũng mấy chục năm rồi, nên là mình thấy theo cái nghề như vậy á thì ăn có khách lắm hơn. Ngon hơn. Ngon hơn. Dạ, dạ. Vậy chị có cái cầm điện thoại không? À, có. À, thì em bật cái kênh này chị rồi. Chị quay cái kênh chị bật. Chị bấm cái kênh Line Việt Nam á. Để em bấm nha. Ừ, em bấm giúp chị đi. Line Việt Nam. Điện thoại này mua mới rồi kìa. Mới cái điện thoại đang không...